Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ ra một cái series mới và hy vọng rằng sẽ được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Đó là cái series luyện tập cùng nhau, hay nói một cách khác, ở quốc tế thì họ hay nói là play along, tức là chơi song hành với nhau. Thì giống như trên thì họ đánh thì các bạn đánh đồng hành với nhau, thì mình tạm dịch ra là luyện tập cùng nhau đi ha. Thì cái series này để giúp các bạn bớt buồn chán và có thể kiểm nghiệm lại cái quá trình luyện tập của các bạn với đồng khoa luôn, để cho nó dễ. Bởi vì đa phần là các bạn cũng mới tập thảnh chơi hoặc là biết chơi chút ít, chưa có rành, còn kỹ thuật còn vướng víu nhiều thứ. Thì mình sẽ làm từ từ, đầu tiên là những bài rất là cơ bản để các bạn luyện tập. Và luyện tập ở đây là chúng ta cùng đánh một câu thật là nhiều lần, và với cái metronome hay là cái trống nó gõ để các bạn giữ nhịp cho nó đúng luôn. Và ở đây mình sẽ đánh cùng với các bạn ha. Ví dụ mình hướng dẫn các bạn cái câu đầu xong, sau đó đến các bạn đánh chung với mình cho quen. Xong rồi tới cuối cái clip mình sẽ để cái phần metronome, học phần trống nó gõ, và các bạn tự luyện tập theo nó. Còn trong nguyên clip đó bạn cũng luyện tập với mình rồi, thì nếu các bạn có đánh nhanh hơn hay chậm hơn các bạn cũng nghe được để các bạn chỉnh sửa. Và hy vọng các bạn sẽ có nhiều cái niềm vui hứng thú hơn nhé. Hãy nhớ like, share, comment để ủng hộ cho Đồng Khoa trong series mới này nhé. Thì trong cái bài đầu tiên này, chúng ta sẽ luyện kỹ thuật alternate picking, tức là đánh phím tay phải, một phím xuống, một phím lên ha. Thì cái câu nó cũng rất là đơn giản, áp dụng chỉ hai câu khác nhau mà thôi, nhưng chúng ta sẽ đánh ở cái chùm khác nhau. Hay nói cách khác là các bạn đánh nốt đen nè, nốt móc đơn và nốt móc đôi ha. Tốc độ nó tăng dần lên và các bạn cùng tập với Khoa. Metronome ở đây là chỉ có 75 thôi. Đây là metronome mình để cái mức gọi là khá là chậm, thì chúng ta luyện tập dần dần với nhau để cho quen. Khi các bạn tập quen rồi, các bạn có thể mở metronome tốc độ nhanh hơn để bạn luyện tập nhé. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tập làm quen với cái câu lên trước, đúng không? Bắt đầu nhé. Khá là đơn giản, 7 nè, sau đó xuống ngang 5, 7, 5, 7, quay ngược lại, 5, 7, 5, và tương tự như vậy, chúng ta chỉ đánh cái câu như vậy thôi ha. Các bạn nhìn tay phải của Khoa là một phím xuống, một phím lên hết. Ha. Và bây giờ chúng ta sẽ mở metronome lên, chúng ta cùng tập theo nhé các bạn. Bây giờ chúng ta qua cái câu thứ hai. Cái câu thứ hai thì nó khác nhau một tí, cũng có 8 nốt thôi, các bạn đánh như sao ha. Xin táp nha các bạn, chúng ta có ngang 10 nè, 12, 10, 12, xuống dưới là 10, quay ngược lại.
nha các bạn. Đánh các nốt là nãy nó đen, bây giờ thành nốt móc đơn, tức là một nhịp các bạn đánh hai nốt nha. Và bắt đầu theo mình nha. Thank you.
cái thế tài cao lúc nãy nha. Cũng chùm liền 4 như vậy nha các bạn. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập đầu tiên. Hy vọng là các bạn cảm thấy là vui hơn khi mà có thể tương tác với Khoa bằng cách luyện tập cùng nhau. Và cuối clip này sẽ là cái phần mà mở cái phần trống đó các bạn, giống như lúc nãy chúng ta tập thì nguyên một cái phần dài mấy phút luôn để các bạn có thể luyện tập. Thì mục tiêu chính ở đây là các bạn, ngoài cái việc đánh được cái câu đó, chúng ta phải duy trì nó đúng tốc độ được, chứ không phải đánh đúng một lần thôi. Các bạn có thể đánh liên tục tới lui như vậy thì các bạn nghe đôi lúc các bạn thấy là mình lơ đánh tí là các bạn thấy là nó sớm hơn hoặc là nó trễ hơn, thì ngay chúng đó chúng ta chỉnh lại ngay. Thì luyện tập với metronome hoặc là với cái trống á, nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho bạn trong việc giữ nhịp. Và khi các bạn giữ nhịp mà không đúng thì sau này các bạn đánh chung với người khác rất là khó. Do đó các bạn hãy kiên trì nhé. Và hãy nhớ ủng hộ like, share, comment cho cái Guitar for Freedom, ủng hộ Đăng Khoa. Nếu bạn có nhu cầu mua đàn thì hãy nhớ đến Amigo Guitar Shop nhé. Còn các bạn muốn có một cái trình tự nguyên cái bài tập giáo trình về kỹ thuật guitar điện cơ bản, hãy đăng ký khóa học của Đăng Khoa, đầu tiên một lần và học trọn đời. Các bạn sẽ học hết tất cả các kỹ thuật trong đó, thì các bài tập cũng tương tự như này nhưng mà nó sẽ nguyên một cái theo thứ tự và nó phong phú hơn. Tuy nhiên ở đây là cũng là clip mình sẽ thường xuyên chia sẻ với các bạn để luyện tập cùng nhau, cùng phát triển. Và hy vọng sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của bạn nhé.